coi như là tạm biệt ông John nhé, chúc coi như là retire được vui vẻ, hạnh phúc và được nhiều điều may mắn, vui vẻ trong cuộc retire thôi. Ok, thank Rồi you hẹn gặp very sau. much. Ok, rồi có gì Hẹn mình gặp có duyên lại, còn gặp nhau gặp ha. nhau email Tomorrow I'm retired. thì Say something. I don't know what to say good luck and retire, just say have fun, you're not home, so that's it. Yeah, ok, thank You're welcome. you. Hey, say something. What's up? Tomorrow is Your last day. yeah. What you say something? I'm going to miss you very badly because I had been working with you for For a long, long time. 10 years, so I really going to miss you. Yeah, me too. Thôi chúc cho anh retire vui vẻ, đi chơi Việt Nam nhiều nhiều với cô. Ừ, Thấy cảm không? ơn. Sao, nói gì đi. Hi, Mr. Rồi, gì nữa? John. Rồi, cái gì? Thứ hai này là no more gặp nhau. I Ừ. miss you Đi. Khi retire rồi ông có về Việt Nam sống không? À, không không à, đi về Việt Nam bây giờ giá vé đắt lắm, 1.800.000 ạ, chứ không có rẻ đâu. Khi phương Bắc và hỏi rằng Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cương Đấy thơ của ai hai cũng lý thực kiện Quẹt đây qua đây thời gian mấy ngày phải nói thôi chứ. Ừ, nói bởi vì tôi đang thu video mà. Hi June, John, this is Tiffany. I don't know what to say, but good luck to Chu, and then dạy mong chú mình khỏe, đáng đi tập thể dục nha, nên có gì rảnh rỗi lên thăm tụi con, hôm mấy đi ăn đi uống gì á, so call us. Rồi, cảm ơn cháu nhiều. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Chị đi. Thế rồi trước khi anh John Phạm về hưu thì tôi cũng chúc mừng anh về vui vẻ với gia đình, hưởng những ngày tuổi già với vui với gia đình và happy anytime. Dù sao thì cũng là với nhau cũng gần 10 năm, thành ra cũng có một cái tình cảm và ít nhất tôi cũng là bạn của Phạm Ngọc Quỳnh, em của anh John. Cảm ơn anh John nhiều. Rồi, cảm ơn anh. Ok bạn. Rồi, bye. Tuyên bố gì đi? Tuyên bố à? Ừ. Ông đi trước rồi tôi đi sau. Ừ, rồi gì nữa? Rồi, có chúc mừng gì không? Chúc cái ngày cuối đời của ông đối với gia đình được trọn vẹn. Ok, thank you very Và much. sự may mắn. Rồi, thank you Sức nhiều. khỏe dồi dào. Rồi, thank you. Rồi. Và nếu có chuyện gì ấy thì cũng châm trước cho nhau. Ok. Ok. Vui vẻ. Ơi bye. Bye. Yeah, before tomorrow. Tomorrow you have a last day. Last day, yeah. So we miss you, doctor. Yeah, thank you. For my whole life, buddy. Okay, thank you very Yeah. much. So but tell me if I wanna see you, where can I see you? Okay. Which area? You can contact with by email. Yeah, give me the email, man. Sometime I'll Okay. send you the email. Okay. All right, buddy. Đẹp. Sao bây giờ nói gì đi? Chúc chú retire thì mừng cho chú nhưng mà buồn cho cháu là vì không được gặp chú everyday. Chúc chú enjoy your life and with your family. Thank you. Okay, and goodbye. Take care.
sleep all day. Sleep all day, don't sleep all day. Go to Phước Lộc Thọ and drink coffee. Debunk. Yeah. You and go always on debunk. Say something. Okay, Mr. John, have a nice day and have a good life. Yeah. Enjoy your life. Oh, gee. We're going to miss you here. Yeah, thank you. Kính chúc anh John thành công trên bước đường đi hai. Vui vẻ với chị, hạnh phúc. Hai ông bà đi du lịch suốt năm. Tại vì giờ anh có vacation suốt năm rồi, anh đâu cần đi làm nữa. Khi nào có dịp gặp lại anh. Rồi, thank you. Kính chào. Nói đi, nói cái gì nói đi. Chú nghĩ buồn quá à, đi qua chỗ đó không thấy chú nữa. Yeah, thank you. Ơi, có cái gì nói không? Ôi, chúc anh John dồi dào sức khỏe, hạnh phúc bên người thân and make more money. Rồi rồi này còn more money gì nữa. Rồi để đi chi còn nhiều chó bồ lắm anh John á. Còn đi chơi cho nó sướng chứ. Bà xã đồ con cáo con cháu rồi đi chơi cho nó sướng. Ok, thank you. Okay. Nói gì đi. Nói gì giờ? Chú cháu mình bây giờ còn gặp nhau nữa đâu. Dạ đúng vậy. Thôi vậy nếu mà thôi, bên đây là ngày cuối cùng gặp chú. Chú ở nhà vui vẻ và cái con cái gì với gia đình? Có hết rồi. Tao đừng nói nhiều quá, anh đang nói chuyện mà. Ok, go ahead. You want to say something? Yes, good luck for another. Okay. Your life for you. Thank you. Thank you. Thank you, and wish you all the best. John, yeah. John, you can take first. Yeah, first. Yeah, you have to have approval to see you have a camera in here. Okay. Say something. Say something. I'll go get some from the cafeteria. No, they sell God, you got my voice now too. Don't worry. Nina, say sweet dreams. Congratulations to you. Not hot. Yeah, thank you. That's not hot. That's spicy. That's oh no, Joy, this is hot. I like hot. I just don't want. You like it hot. Huh? Super hot. But that's spicy. That's I want to make bit. Sure. Just a little bit. Okay, so we don't have which salsa. Hot. Not hot. This one. Not hot. This one not hot. The red sauce is spicy. Yeah, I got the number. Of course I'm eating today. No skinny cows, okay? No skinny cows today. Okay. They're in the front, guys. Of course, in the very beginning. That's my favorite. That's my favorite. That's my favorite. Good. Good. Yeah. It looks good. I'm gonna meet my say something. Bye, John. Hi, John. You gonna miss us? Yeah. Sure. Pray for me. I wanna be retired like you, early. Okay. Beautiful wife. Yeah. Thank you. I wanna be a billionaire. How are you? Thank you so much. Yeah. Say something. No, I'm happy. You happy too? Arthur has a long way to go. Lena, say something. It was fun. I will miss you. You are a very good working person, a good friend, a good guy. Yeah, thank you. Hey, Big John, what's up? When you see this, remember, the first time we met, we were butting heads. Remember that? Yeah. Long time ago. Now, we're still butt head, but it's a nicer way. Okay, you enjoy your life, okay? Yeah, thank you. You're welcome. And every morning when I get up, I'm going to think of you as you roll over, go back to sleep. Okay. I wish you the best. Good luck to you. Yeah, thank you. You're welcome. Say something. John.
thì thôi anh em mình đi duyên là cũng 10 năm thì bây giờ kể trước người sau. Thì chúc anh là được một sự thoải mái khi đến, cũng như đến khi rời chỗ này để trở về vui với các cháu ở trong nhà. Vì chú John đi rồi để các cháu gái ở đây thì để cho Thomas take care vậy nhá chú nhá. Thôi, chúc anh vui vẻ và nhiều sức khỏe đó. Đấy okay. Là cái thank you. Mong mỏi gia đình là được rất luôn luôn là tốt đẹp tất cả từ trước giờ nhá. Yeah, thank you.